Một thời á năm bọ thì siêu thỉnh là pháp sư Nam mô ta sa pha ga wa to a to sam sam bồ tát Nam mô ta sa pha Nam sa pha ga a ra ha to sam bồ tát sa Tờ Phật mới đạt thành quả vị có sa hàm ba ti phạm thiên cả trong thế giới các miền thánh cao quán chung cần chuyên đạo màu hiện trước Phật đế đầu đảnh lễ bạch trên ngài tế độ nhân chúng sanh trong khắp cõi trần tội mê điên đạo không phải tội cáo trúc ôi linh tỉnh thức giấc nhiều hoàn khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đẳng kết nhiều thiện duyên thế tốt được mà thắng viên quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đáng thương không bằng bỏ mặc lạc đường làm thinh chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc không thông đâu chân thật giả từ vô thường khổ não chấp ngày nay sơn cô thiết tha nhờ ngài xin mở lượng cao dài rằng dạy chuyện pháp luân diễn giải diệu non chúng sanh nghe đặng pháp môn thoát vòng khổ não dập dồn bảy lâu giải thoát những nguồn sầu cấu thúc việc tham lam ái dục bao vòng tội tâm sẽ được sáng trong phát sanh tuy tệ hiểu thông tin tường thông thấu lẽ vô thường vẫn dội ba tiếng tưởng trong ba cõi mong manh vô minh duyên của các hành cõi căn chắc dặn chúng sanh luân hồi biển trần khổ nổi trôi chìm đắng bị ngũ ma vậy đắng chuyển đi vậy nên cầu đắng từ bi trao thuyền bạc nhã tại đi với người đưa qua chọn tốt tươi yên lặng bờ niết bàn chẳng dính trần ai như đàn voi suốt trong ngoài chiếu tia thắng khắp các loài hẳn hoang pháp vi trong khoái hoàng rầm rộ luật vi như đại cổ hoàng dương kinh như dây buộc trên đường luân như mặt trong vắt đường vô minh tư diệu đế đo hình diệu trọng giống khua tan giấc mộng trần gian chúng sanh tất cả bốn hàng như sáng trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành trải tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi trường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoan phật nhắn lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lâm giả ngày giờ chẳng sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giam vạn tuần một lòng chẳng thôi những điều lợi ích đành đoàn nhân duyên cả tam giới thừa ẩn vô cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cơ trinh rõ ràng tỉnh ngài thiết pháp nội đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê cầu được trí tuệ vạn toàn và nam mô bút thầy giá và chúng con đã cung thỉnh pháp sư và con kính dâng mic lại cho ngài và kính ngài xin xin ngài nhận mic để thuyết giảng bài học hôm nay cho chúng con và Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Namo Bổn Thầy. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong cái phần thân tịnh đạo, còn ở trong cái phần định. Vừa rồi chúng ta thấy ở trong rừng các vị cho biết là cái lực chót và đã học đến thì an chỉ định và thuần thục trong an chỉ định. Quý vị có ghi nhớ rõ ràng cái đoạn chúng ta học tới không? Bởi vì chúng tôi dạy thanh tịnh đạo cho nhiều lớp, lớp trung cấp cũng có, cũng đang học thanh tịnh đạo, lớp cao đẳng cũng đang học thanh tịnh đạo, lớp này cũng học đang học thanh tịnh đạo, có cái sự khác nhau. À, 10 yếu tố. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn Phật tử rộng đông đều rõ cái phần chúng ta sắp học tới. Chúng ta trở lại, chúng ta ôn một chút. Khi mà chúng ta nói đến cái giai đoạn tu chứng ở thiền định thì trước tiên là chúng ta đạt đến cần định. Ở vị hành giả tu tập, khi mà chú tâm vào đề mục, như là đề mục 10 đề mục biến xứ, thì sẽ
khởi sanh lên ứng chứng. Có hai ứng chứng lúc đầu là trì tướng, ống cả hai niệm tám. Tức là khi vị hành giả ở tầm bám sát theo đề mục không rời, thì như vậy gọi là trì tướng. Cái đó là đạt đến Patthiparamita, tức là trì tướng khi đã thuần thục thì cho dù có nới lỏng cái đề mục thì tâm vẫn cảnh đề mục vẫn hiển lộ rõ ràng. Dù cho mắt không nhìn cái đề mục nhưng mà tâm vẫn trú vào cái đề mục đó rõ ràng qua cái hiện tượng như là ánh sáng v.v. Gọi là đề mục được tỏa sáng. Và lúc đó là vắng lặng năm triệu cái, tức là tâm tách khỏi dục cái, sân độc cái, hung thủy cái, trào phối cái, rồi hoài nghi cái, thì đó gọi là tự tướng. Cái giai đoạn mà tự tướng xuất hiện với những triệu cái được từ bỏ, giai đoạn này gọi là cận định hay là định cận hành upacara samadhi. Luận sư nói làm cho tự tướng khởi lên được là rất khó. Bởi vì nếu mà hành giả vừa khi khởi lên tự tướng liền chứng an chỉ định Upana Samadhi thì tốt. Nếu khởi lên tự tướng hay cần định mà chưa chứng được an chỉ định thì cần phải duy trì tự tướng ấy một cách tinh mật, không để cho mất ân chứng. Thì ở đây như vừa rồi chúng ta có học là bảy cái yếu tố để duy trì cận định hay là duy trì tự tướng Patthiparamita Arakkhana. Một là phải ở trong trú xứ thích hợp, hay là sự thích hợp. Thứ ba là đàm thoại thích hợp. Thứ tư là người thân cận với người thích hợp. Thứ năm là thực phẩm thích hợp. Thứ sáu là thời tiết thích hợp. Và thứ bảy là quay nghi thích hợp. Trú xứ đây tức là chỗ ở cho vị hành giả, như ngay từ đầu đã nói, là cái chỗ ở của vị hành giả nó không có bị vướng bận, không có bị quán niệm như là đồ đạc quá nhiều, chất chứa nhiều vân vân. Rồi cái hành xứ thích hợp tức là cái đề mục đó
nó vừa với cái căn tính của mình, lại thêm nữa là không có sự tinh tấn thái quá, hay là không có định thái quá, nghĩa là vừa phải thôi, cái đó vừa hành xử thích hợp. Tạm thời thích hợp tức là ở cái giai đoạn khi mà hành giả đạt đến cái tự tướng hay là cận định rồi đó, thì nên hạn chế bớt đi nghiệp tiếp. Nếu như có giao tiếp thì chỉ giới hạn trong những cái đề tài thích hợp, như là luận bàn về cái sự tinh tấn, cái đề tài tinh tấn, đề tài điển ly, cái đề tài thể dục tri túc, đề tài vì giới, vì định, vì tuệ, vì giải thoát tri kiến, chứ không có nói những cái chuyện khơi khơi. Còn người thích hợp đó, tức là nên ở gần người có giới, có đa văn, có niềm tin, có trí tuệ nhiều, thì như vậy nó sẽ hành giả không có bị mất ấn chứng. Bởi vì hành thiền cần những cái yếu tố như là đức tin, giới, tính, giới, văn, tuệ. Mà khi ở gần những người cái đức tin kém, lơ là, thì như vậy sẽ làm cho mình bị dị ứng. Bởi mình đang tin Đức Phật một cách mãnh liệt, mà ở gần người thiếu lòng tin đó, thì họ nói gì ra họ cũng chống đối với Đức Phật, làm cho mình khởi lên cái sự bực bội, khó chịu vân vân. Thì như vậy nó sẽ làm cho mất ơn chứng. Thì như vậy phải ở gần những người thích hợp. Rồi cái vật thực thích hợp, cái thực phẩm mà ăn vào đó, cái thực phẩm đó chỉ thứ nhất là chỉ ăn vừa phải để cho nuôi thân trong một ngày đêm đó được rồi, không nên ăn quá nhiều, tức là phải có sự tiết chế vật thực. Thứ hai nữa là dùng vật thực nó dễ tiêu hóa, nó hợp với cơ địa của mình. Những cái thức ăn nào mà mình ăn vào mà ra buồn ngủ, hoặc là ăn vào nó sinh ra ngứa ngáy, hoặc là sinh những cái chứng bệnh khác, thì trong trường hợp đó là vị hành giả phải bỏ đi, tức là phải kiêng tránh thức ăn đó. Như vậy gọi là cái yếu tố gìn giữ tự tướng hay là cận định đó, đó là phải thực phẩm thích hợp. Rồi thời tiết thích hợp, tức là khi mà đã có ấn chứng như vậy, nếu như ở cái chỗ mà nóng quá, mình lo mình đối phó, khan nhẫn với cái sự nóng, thì ấn chứng sẽ mất.
hay chỗ ở rảnh quá thì nó cũng sẽ làm cho bị chi phối mất cái ấn chứng đó. Cho nên tốt nhất là vị hành giả khi mà đã tập thiền định thì phải chọn ở một cái chỗ nào mà cái thời tiết thích hợp để khi mà ứng chứng thì nó phát sinh lên, lúc đó mình có thể duy trì được cái ứng chứng. Rồi cái quay, nếu như tu tập phát sinh ấn chứng, tu tập địa mục thiền phát sinh ấn chứng với cái địa mục, với cái quay nghi nào thì mình sẽ duy trì cái quay nghi đó như đi đứng hoặc nằm hoặc ngồi. Chứ nếu làm khác hơn nữa thì cái ấn chứng đó nó bị mất. Cũng giống như khi mà chúng ta học bài vậy đó, chúng ta học kinh kệ muốn học thuộc lòng, nếu như mình học thuộc lòng cái bài kinh đó trong lúc đang đi kinh hành hay lúc đang ngồi, đang đứng hoặc đang nằm, thì khi mà chúng ta ôn lại thì chúng ta phải giữ cái quay nghi đó, như vậy thì nó sẽ không có bị cái tư thế làm cho tâm nó bị xu hướng khác đi. Khi hành giả có được 7 yếu tố thích hợp đó thì sẽ khiến cho cái tâm chưa định tĩnh được định tĩnh, khiến cho tâm đã định tĩnh thì nó được duy trì. Hành giả nên tránh 7 thứ không thích hợp và chọn cái điều thích hợp. Khi có 7 yếu tố thích hợp như thế, nỗ lực tu niệm thì không bao lâu sẽ đạt đến an chỉ định Appanasamatthi. Lần nữa, khi nói đến an chỉ định Appanasamatthi đó thì chúng ta phải biết là định của thiện chứng sắc giới vô sắc giới. Ở tâm thiền chứng thì các chi thiền Chanangat tầm tứ hỷ lạc nhất hành khởi lên mạnh mẽ. Vì thế khi mà định an chỉ sinh khởi, tâm thiền có thể diễn tiến liên tục thành một dòng động lực tâm suốt cả đêm ngày. Trường hợp này gọi là nhập thiền Samapatti. Thì bây giờ nhé, trong cái quá thiền định, trường hợp hành giả nỗ lực tu niệm và có những điều kiện, 7 điều kiện thích hợp đó, nhưng vẫn không chứng được thiền định thì phải nhờ đến 10 cách trợ cho định Appana Kosalawiti. Thành tịnh đạo nói đến 10 yếu tố giúp cho định thuần thục. Là làm sạch sẽ thân đồ chỗ ở, thân tức là đừng có để cho dơ bẩn mồ hôi hay là bụi bặm, đồ tức là chỉ cho đồ đạc như là cái ghế cái giường, không để cho bẩn. Rồi cái gối nằm không để cho bẩn, hoặc là y phục mặc trong người không để cho bẩn, cái chỗ ở của vị nên làm cho sạch sẽ. Cái trường hợp này nó gần như là nguyên tắc, mặc dù tôn giả Sariputta ngài là bậc A-la-hán, thì tâm của ngài đã vững rồi, thế nhưng ngài có cái thường cận y, có cái thói quen là trước khi mà nhập định Samapatti, trước khi đó thì ngài đã
quét dọn liêu thất cho nó sạch sẽ rồi mới nhập định. Thứ hai nữa là tập cân bằng ngũ quyền. Ngũ quyền ở đây tức là tính tấn định định tuệ, đức tin phải cho nó vừa phải, tinh tấn cũng vừa phải, chánh niệm vừa phải, chánh định vừa phải, và trí tuệ cũng vừa phải thôi. Cái đó chúng ta gọi là cân bằng ngũ quyền. Thứ ba là thiện xảo, là khéo, khéo làm cho phát sinh ứng chứng và giữ ứng chứng. Cái tâm này nó cực dại, cho nên hễ mà sơ ý một chút là không có thể phát sinh lên thiền định và ứng chứng được. Cũng giống như người ta sở chỉ vào cái lỗ kim, lúc đó phải thật là nhẹ nhàng và phải khéo léo. Khi người ta chọt cái đầu sợi chỉ, thọt cái đầu sợi chỉ vào trong cái lỗ kim, cái trôn của cái mũi kim, thì khi đó nếu mà bị run tay hoặc là hơi thở mạnh hoặc là suy nghĩ chuyện khác thì lúc bây giờ nó không có chính xác được. Cái việc tu tập cũng như thế, phải khéo làm cho phát sinh ấn chứng. Rồi thứ tư, cái trường hợp này ở trong kinh Đức Phật dạy rất là kỹ, ngài Bồ Tát Khô Sáng này có ghi lại ở đây: Yasmin Samaye Chittang Bhakka Hetappang Tasmin Samaye Chittang Bhakka Ti. Khi nào tâm cần được sắc tấn, sắc tấn tâm bằng cách là tu tập trạch pháp, tinh tấn và hỷ giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi và hỷ giác chi. Trạch pháp giác chi tức là bấm xét bằng cái trí tuệ, quan sát danh sắc cho thấy rõ danh sắc là vô thường hay là danh sắc nó bị biến hoại cho nên nó mang cái tính chất khổ vô vật. Tức là khi nào mà tâm cần được sát tấn thì phải sát tấn lúc đó. Cũng giống như khi một ông thầy dạy cái người học trò, thí dụ như dạy cho người học trò vẽ tranh chẳng hạn, thì chỉ nói lý thuyết một chút thôi, người học trò nắm được rồi đó. Khi họ đang vẽ, người học trò đang vẽ, hãy để yên cho người học trò đó, họ vẽ, họ tập trung, bớt cái tập trung tư tưởng, lúc đó khỏi cần dạy, đứng nhìn thôi. Nếu ông thầy lúc nào cũng nhắc, lúc đầu cũng nhắc, làm cho người học trò phân tán. Cũng như trường hợp mà, ví dụ như trường hợp cái ngày mà tụng giới ấy, thưa quý vị, khi mà chư tăng tập trung lại tụng giới bổn trong cái ngày Bồ Tát, thì nếu như mà cái vị trưởng lão đó mà cứ ngồi nhắc hoài từng đoạn thì khiến cho cái vị tỳ kheo đó bị phân tâm và quên những gì đã học cái chứ. Trường hợp khi nào một vị đó
im lặng lâu không nhớ được, thì lúc bây giờ vị trưởng lão cũng nhắc nhắc một câu thôi, nhắc một câu khởi đầu để cho vị đó chợt nhớ ra và tiếp tục và tụng đọc vị giới. Cũng như thế, khi mình tu thiền không phải lúc nào tâm của mình lúc nào mình cũng dạy, lúc nào mình cũng sách tấn tâm hết á, lúc nào cần sách tấn thì sách tấn vậy đó. Hoặc cái người thầy dạy lái xe, dạy cái lý thuyết, có lúc mà khi đã ngồi trên xe, người học trò tập lái đó, thì vị thầy chỉ im lặng chú ý cái thao tác của người học trò cầm cái vô lăng và chạy nhanh hay chạy chậm qua những cái cua quẹo, phải như thế thấy thấy được thì cứ im lặng, cần nhắc nữa. Chừng nào mà người học trò đó có vẻ hơi lúng túng, xử lý không kịp thời thì lúc đó ông thầy mới nhắc, như vậy nó hiệu quả. Rồi thứ năm đó, Yasmin Samaje Chit Tăng Nikhe Tập Văn Tasmin Samaje Chit Tăng Nikhe Hà Tí, khi nào tâm cần được chế ngự thì khi ấy mới chế ngự. Thì sự chế ngự tâm ở đây bằng ba cách, bằng cách tu tập ba giác chi là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tịnh giác chi hay gọi là cái sự khinh an giác chi, là hãy tu tập làm sao để cho thân nó được nhẹ nhàng. Định giác chi là tâm được an trú, và xả giác chi là lúc nào cần cần nới lỏng thì nới lỏng, chứ không có siết chặt. Thì như vậy gọi là sự chế ngự. Cũng như cha mẹ mà dạy con cũng, khi nào mà đứa con mà nó ngỗ nghịch thì mới bắt đầu răn đe kiềm chế nó, thấy nó sẽ bước vào cái hành vi sai trái thì mới chế ngự nó. Còn hãy khi người con mà đứa con đó mà nó ngoan hiền, nó sống bình bình như vậy đó, lúc nào nó cũng tốt, cũng ngoan hiền, nó cũng dễ dạy, thì trong trường hợp đó đâu có cần phải răn đe nữa. Tức là lúc nào tâm cần được chế ngự thì mình chế ngự, như vậy thôi. Nó cũng khó, thú vị, dạy người ngoài ra, dạy học trò, dạy con cái thì nó dễ, nhưng mà dạy tâm nó khó lắm, khó gấp 10 lần á. Cho nên cái lối chúng ta phải nhớ, rồi thứ sáu Yasmin Samaje Chittang Sabbahang Sitappang Tasmin Samaje Chittang Sabbahang Seti, khi nào tâm cần được khích động hay cần được khích lệ đó, bằng cách là suy xét cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ đọa xứ, khổ luân hồi quá khứ, khổ luân hồi vị lai, khổ hiện tại phải nuôi mạng, và sau khi suy xét đó phải tùy niệm ở trước Tam Bảo.
tức là phải niệm tưởng Đức Tam Bảo. Thỉnh thoảng thì phải khích lệ cái tâm này, tức là làm cho tâm nó phải kích động, nó sợ, nó cảm thấy sợ hãi hay là chán cái sự sanh sự già bệnh chết của mình, để có được sự tinh tấn. Và đồng thời niệm Đức Tam Bảo để cho tâm hoan hỷ, thì như được gọi là Sampa Hang Siti, là phải biết những cuộc kích động. Khi mà người ta muốn khiêng một cái vật nặng, một khúc gỗ nặng chẳng hạn, thì lúc bây giờ khi mà đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc đó cần khích lệ, người ta đếm hè vui, người ta mới lên tiếng để người ta trợ lực cho cái sức mạnh của tập thể tập trung vào một một lực đẩy. Chứ còn đang khi không ngồi đứng rời rạc, chưa có vịn vào cái khúc gỗ, và lúc đó mình hò vô, thì lúc bây giờ nó trật. Cho nên lúc bây giờ lúc nào cần phải kích động thì kích động, còn lúc nào thấy không cần thì thôi. Rồi thứ nữa gọi là Yasmin Samaje Chittang Achubhik Khitapang Tasmin Samaje Chittang Achubhik Khati. Khi nào không cần được ngó lơ thì ngó lơ tâm, tức là khi tâm đã được định tĩnh rồi thì hành giả không phải bận tâm đến cái việc sách tấn chế ngự hay kích động tâm nữa, cứ để bình thường vậy nè, bình thường vậy. Giống như khi mà mình lái xe, lúc mà đi ngang cái khúc đường mà nó nhiều cái đoạn giằng xóc, hoặc là nó có nhiều cái cua quẹo, thì lúc bây giờ là phải tập trung và phải cầm cái vô lăng cho nó vững, và chú ý lúc đó phải khẩn trương á. Nhưng mà đến chỗ lúc mà qua khỏi cái đoạn đèo, đoạn dốc, những cái cua quẹo nguy hiểm đó rồi đó, thì đi đến chỗ đường bằng phẳng và đường thẳng, thì lúc bây giờ cái tay phải lơi ra, tức là không cần phải sát. Chúng tôi đi có nhiều tài xế đó, đi đến cái xe mình nó chạy trên trên đường, đến cái chỗ nào mà tương đối là vắng vẻ, không có nhiều người qua lại, hoặc là không có bị giằng xóc không không, thì lúc bây giờ anh tài xế anh cứ là cầm cái vô lăng thoải mái. Nhiều khi anh ta ngồi, anh ta gõ ngón tay ở trên cái vô lăng, anh ta nhịp nhịp theo cái nhạc á, anh ta lái xe rất là, lúc đó là lúc rất là thoải mái. Tức là lúc đó cái tâm nè, Achubhik Khati, là phải chỉ tăng Achubhik Khati, là phải ngó lơ,
tức là đừng có gượng gạo nữa. Thứ tám đó là Asamahita Bukkala Pariwet Chanato, tránh xa cái người không định tĩnh. Khi mà mình được đắc thiền định rồi đó, thì một trong những cái yếu tố mà giúp cho cái thiền định đó được thuần thục đó, là mình phải tránh xa cái người mà họ bị phóng dật. Bởi vì nếu mà ở gần người phóng dật đó, thì lúc bây giờ tâm nó bị xu hướng trở lại cái sự phóng dật đó, bị ảnh hưởng. Như một người mà họ bị sốt mà họ mới vừa giảm sốt, hạ hạ sốt xuống, thì lúc bây giờ là họ phải kiêng cữ những thức ăn nó có thể trúng lại, phải tập kiêng cữ vài ngày đi, tức là tránh xa cái người không định tĩnh. Thứ chín gọi là Samahita Pokkhala Sevanato, là thân cận với người định tĩnh. Mình được lúc đó mình ở gần một cái vị thiền sư, cái vị hay là một người bạn mà cái tâm định tĩnh thuần thục, thì lúc bây giờ cái sự thuần thục trong tâm định của mình nó cũng sẽ duy trì một cách tốt. Thứ 10 Tăng Đát Thì Mua Tì Tô, tức là quyết tâm tu tập. Gần như là cái yếu tố này ở trong trường hợp nào trong cái việc tu tập cũng phải có. Tăng Đát Thì Mua Tì Tô, bởi vì mình làm cái việc gì mà mình không có sự quyết tâm thì sẽ không có khăng khít, sẽ bỏ qua. Cho nên khi mà đắc chứng được thiền định rồi, mình phải quyết tâm duy trì cái thiền định đó, thì như vậy nó sẽ tốt. Bởi vì những cái lúc mà chúng tôi soạn bài hay là dịch kinh sách ấy, thưa quý vị, một cái đề tài nào, một cái tựa sách nào, một cái đầu sách nào mà chúng tôi bắt đầu bắt tay vào viết đó, thì chúng tôi phải lập tâm là cái đề tài này dù chậm hay dù mau mình cũng phải ráng làm cho xong, chứ không có thể viết nửa chừng rồi bỏ đó rồi bỏ luôn. Nếu mà mình lơ đễnh mình bỏ luôn, mình không có thiết tha đó, thì mình sẽ bỏ dở nửa chừng. Cho nên là việc gì mình cũng phải có sự quyết tâm để hoàn thành cái đó. Thì chúng ta đã nói về tố duy trì cận định và 10 cái yếu tố để làm cho thuần thục thiền định, ôn lại như vậy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái vấn đề 10 điều bộ bí xứ đưa đến an chỉ định trong bốn thiền chứng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đây là nói theo hệ thống bốn thiền của kinh Tạng. Chứ nói hệ thống năm thiền của Tạng Diệu Pháp thì nhị thiền đó là gồm có nhị thiền, tam thiền. Thành ra có đến năm. Còn đây nói theo kinh Tạng thì nó có bốn thôi. Sở dĩ chúng ta ngắt ngang cái trường hợp này đó là vì
Khi chúng ta học về 10 đề mục biến xứ Dakshina và phương thức tu tập, cũng như là cái sự chứng đắc, cái giai đoạn tu chứng cận định và an chỉ định, chúng ta mới nói đến kỹ lưỡng vậy. Nhưng mà sau khi chúng ta học kỹ lúc ban đầu thì sau đó chúng ta không cần phải nói nhiều về các đề mục khác. Các đề mục khác thì chúng ta chỉ nói về, chỉ mô tả về cái đề mục đó thôi. Còn cái việc mà phát sanh lên ấn chứng cận định, hay là phát sanh lên được thiền chứng sơ nhị tam thứ ngũ, thì đó chúng ta khỏi cần nhắc đến một cái chi tiết như bây giờ. Thì ở đây thưa quý vị, mười đề mục biến xứ này đưa đến an chỉ định ở trong bốn thiền chứng là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì chúng ta sẽ hỏi sơ thiền là gì? Ở đây trong kinh sách được mô tả sơ thiền Pathamacchana, trong kinh mô tả là nhờ ly dục ly bậc thiện pháp, vẽ chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do viễn ly sanh, có tầm có tứ. Còn nhị thiền đối tư giác cha ná được mô tả là nhờ vắng lặng tầm tứ, vẽ chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly do định sanh, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ. Còn tam thiền tinh thi giác cha ná được kinh mô tả là ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, vệ chứng và trú tam thiền, một trạng thái mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Tứ thiền cho tốt thách cho nó được kinh mô tả trừ là khổ, diệt bất hỷ ưu, có lúc trước vẽ chứng trú thiền, một trạng thái xả niệm thanh tịnh, không khổ không lạc. Ở đây chúng ta nói một cách khác nữa. Là nói theo ví dụ pháp đó, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Sơ thiền là một loại định hữu tập hữu tứ. Còn nhị thiền là trạng thái định vô tầm mà hữu tứ. Tam thiền là định vô tầm vô tứ. Tứ thiền và ngũ thiền cũng là định vô tầm vô tứ. Như vậy chúng ta nói năm thiền sắc giới mà chúng ta nói theo loại định là định hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và định vô tầm vô tứ, là chúng ta nói vậy. Còn nếu mà chúng ta nói về chi thiền đó, thì sơ thiền có năm thiện chi là tầm tứ hỷ lạc và nhất hành, hay tầm tứ hỷ lạc định. Còn nhị thiền có bốn thiện chi là tứ hỷ lạc định. Còn tam thiền chỉ có ba thiện chi là hỷ lạc định. Và tứ thiền chỉ có hai thiện chi lạc và định.
và ngũ thiền chỉ có hai thiền chia là xả và định. Sơ thiền trong cả hai hệ thống kinh tạng và ví dụ pháp tạng giống nhau, còn nhị thiền và tam thiền thì ở trong ví dụ pháp tương đương với nhị thiền của kinh tạng, còn tứ thiền trong ví dụ pháp thì tương đương với tam thiền của kinh tạng, ngũ thiền trong ví dụ pháp tương đương với tứ thiền của kinh tạng. Ở đây chúng ta cần phải hiểu sự so sánh bốn thiền và năm thiền sắc giới nói là như vậy. Quý vị lưu ý, hôm nay chúng ta chỉ học bao nhiêu thôi. Bây giờ qua tuần sau đó, hôm nay là ngày mấy tây, các vị cho biết hôm nay 4 tây, như vậy tuần sau là ngày 11 tây hả? 4, 7, 11. Chúng ta sẽ học tới cái phần mà nói về cái sự chứng đắc thần thông thắng trí do thiền từ 10 điểm một biến sức. Hay nói cách khác là chúng ta sẽ học 10 đề mục biến xứ sẽ là điều kiện đắc thần thông nào, đắc thần thông nào, 10 đề mục biến xứ sẽ là điều kiện đắc thần thông nào, thì cái này chúng ta tuần sau chúng ta sẽ học. Đã gọi là học thân tịnh đạo đó thì mấy cái này chúng ta phải học qua. Chứ còn bây giờ đó là chúng ta học cái này là chúng ta chưa có thể, bởi vì chúng ta còn đang tìm hiểu về cái pháp định. Chúng ta chưa có tu tập được thì chưa có chứng thiền, làm sao mà bàn đến cái vụ thần thông. Nhưng mà tại vì chúng ta học trong giáo trình là phải trình bày như thế. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi học ở đây. Bây giờ xin được cung kính Thượng Tổ Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo cho rừng. Nam Mô Bụt Thầy. พระวัตตสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวัตตสัพพะบุตรานุภาเวนะสดาสัตถีภวันตุเตพระวัตตสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวัตตสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาสัตถีภวันตุเตพระวัตตมังคลังรักขันตุสัพพะ